xuất quà. Ngày hôm nay là phần thứ hai mà chúng tôi lên tại cái khu rừng mà chúng tôi là gọi là khám phá rừng lá vàng của Virginia. Và cái khu rừng này nó có cái đặc biệt thưa các bạn, khi các bạn đến đây á là các bạn sẽ nghe một cái mùi, mà cái mùi này rất chi là khó chịu. Mà lúc đầu là chúng tôi cứ phải kiểm soát coi dài giới chúng tôi có chậm phải cái loại khó chịu này hay không. Nhưng điều khi mà chúng tôi đi vào khu rừng này, khắp cái khu rừng này từ ngày hôm qua tới giờ, chúng tôi vẫn nghe có một cái mùi đó thôi. Và cái mùi đó ám ảnh chúng tôi về tới nhà mà chúng tôi ghiền. Đến mà bắt buộc mình ngày hôm nay chúng tôi phải trở lại khu rừng này thưa các bạn. Đó là cái mùi phân chó đó các bạn. Thì cái lá vàng này nè thưa các bạn, cho tôi xin một chiếc lá này. Nó như một cái cánh quạt. Ở trên lá nó không có những cái sóng chỉ đó thưa các bạn, không có những sóng chỉ đó. Và trên cái màu lá này khi mà nó vàng úa là nó sẽ rụng, chứ nó không có đổi màu qua màu nâu qua là màu khác thưa các bạn. Và cái khu rừng này là nó mang một cái tên mà chúng tôi tạm thời giấu nó đi. Anh em trong VNUSBA gọi là rừng cất chó. Cái mùi này mà chúng tôi ghiền. Và ngày hôm nay là lần thứ hai chúng tôi trở lại trong cái mùa thu năm nay. Hy vọng rằng với những cái mình này chúng tôi gửi đến các bạn những niềm vui trong ngày. Hello, chào các bạn. Rum sát vô ha. Hai chào các bạn, đây là cái lá nha. Còn đây là cái trái của cái cây này. Cái mùi rất là đặc biệt luôn. Mùi này mà làm thì chúng tôi phải ghiền trở lại lần thứ hai. Và ngày hôm nay chúng tôi đưa thêm cái người mẫu lên đây. Đâu lâu mẫu cho người mẫu phải biết cái trái cái mùi này. Cầm cái trái này nè, cầm trên mình để là cầm cái trái này thôi. Kính thưa các bạn, cái mùi này gọi là mùi cất chó. Là cái khu rừng này VNUSBA đặt cho cái tên là khu rừng cất chó. Là tại vì vô đây các bạn vừa tới đây là các bạn nghe bốc mùi. Và mùi là qua đây không? Mó qua đây đi. Một cái mùi mà trên thế giới này không bao giờ ai gặp được. Bảo đảm luôn. Nhưng mà nhà ai mà có mùi cũng từng á, chó thì cảm giác được cái mùi. Nó sẽ giống y như vậy. Nhưng mà không, cái này mùi không phải mùi của chó Việt Nam cô, mùi của chó Mỹ. Thành ra VNUSBA đặt cái khu rừng này gọi là khu rừng lá vàng vườn cất chó. Rồi. Thank you.
tím. Chừng nào xong chạy qua bên góc này nữa là nha. Không có thấy, ở đây mới thấy hết. Cái máy chụp hình lên cái dây hả thầy? Không, đứng lên.